sạch rồi, con nào sống vớt lại đi chứ. Sao chú phụ mẹ làm cá hả? Hả? Chứ sao? Chịu không? Thôi à. Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay anh Trắng không có đi làm nên mình rủ anh Trắng đi giăng lưới. Mình thấy khúc sông này nó cạn rồi nè. Hôm nay mình có đem theo chài đó anh Trắng? Đem chài chài đi con. Nó chài để sâu giải cũng được. Chài một cái luôn hả? Chài thử một cái. Chài thử một cái xong rồi mình sẽ giăng lưới đoạn sông này quý vị. Đây giờ nó cạn hết rồi. Nói chung thì chài thì anh em mua về để xài thôi chứ mà cũng không có chuyên nghiệp chứ quý vị. Chỉ xài dạng lúc nào rảnh là đi kiếm cá ăn thôi à. Phải lọc quá rồi. Rồi từ từ cho nó cho chìm luôn đi. Có cà phê, cà phê. Nằm trống á. Rồi có con cà phê. Để đó đi, kệ banh banh ra lấy thôi. Xong rồi mình giăng lưới rồi mình chài vòng vòng một chân được. Được con cà phê của mình. Hồi sáng xuống đây nhà. Hồi sáng mình với anh Trắng á là đi có đi dọc đường á, mình có giăng với chài được một mớ cá của mình, được một con cà phê với hai cà phê với mấy cá sặc. Còn giờ xuống đây mình mới thử có khúc. Anh Trắng anh thử chài có một cái mà được hai con cá vô vỏ. Ba con hả? Ba con được ba con. Ba hay hai? Ba con. Giờ anh Trắng sẽ giăng lưới trên đài xuống của vị ơi. Cái ha. Làm cá cho sâu sâu cái nha. Dạ. Lội đuối vậy. Anh Trắng nói thấy cá ham quá anh chài thêm cái nữa mới giăng. Giờ nói chung khúc này nó cạn rồi, nó rút xuống đây hết rồi. Quý vị mà thấy anh Trắng anh chài lưới là không có xòe là thông cảm nha. Tại ảnh chủ yếu là đi làm, lúc nào rảnh thì hai anh em mới đi bắt cá. Tại giờ đang giăng lưới nên ảnh không có đeo khẩu trang nha quý vị, mong quý vị thông cảm. Giăng xong đi lên đường đi thì ảnh sẽ đeo khẩu trang. Thôi rồi, nó tuốt ra luôn rồi. Lẹ quá. Thôi thì rồi, để giăng lưới đi, chút rồi tính sau. Cái rồi. Hồi nãy anh Trắng ảnh anh chài được mấy con cá rô của Phi. Giờ anh sẽ giăng lưới. Đây anh đem mấy theo mấy tay lưới nè. Và quý vị có thông cảm là do đang giăng lưới sợ dơ nên anh không đeo khẩu trang nha. Nãy mình cũng có nói rồi. Xong lúc giăng xong rồi đi lên đường đi về mình sẽ đeo khẩu trang. Hy vọng là hôm nay sẽ được bội thu. Chỗ này xình lắm quý vị, do nó nước nó rút xuống còn ở dưới không. Quý vị thấy nước nó cạn mà ghê không? Từ bên cái góc của cái cây bình bát bữa nè. Dãy ở dưới kìa. Lưới giăng xong rồi ngâm quý vị, còn lưới nữa mà không có giăng nữa. Sợ hồi gỡ cực. Giờ sẽ đi chài vòng vòng đây. Đó, cái này đẹp á. Quý vị xem cũng thông cảm. Tại anh Trắng thì... Quá trời luôn kìa, trời. Anh không có phải là chuyên về chài cá cho quý vị. Tại rảnh thì anh em mới đi chơi bắt kiếm ít cá về ăn thôi à. Cá nhóc luôn quý vị. Phi quá trời luôn. Cá về, muốn thầy cô chiên sụ. Rồi bỏ hồi nãy bỏ mấy chỗ kia luôn rồi. Bỏ luôn rồi. Hồi nãy mình chưa có vô chỗ này, mình có để ý mấy chỗ có cá mắc cạn quý vị, mà chắc để lần sau bắt. Hôm nay mình thấy chỗ này là chắc trúng rồi. Các quý vị thấy lưới giật ở dưới luôn nè. Quý vị và các bạn thấy thích thì ấn đăng ký kênh ủng hộ mình và anh Trắng nha.
Để anh Trang với mình có động lực để làm video tiếp sau. Nãy mới chài cái mà nãy gỡ cũng hơi nhiều, do là cái sông này nó cạn rồi, cá nó cũng đâu đi đâu được nữa đâu. Xa quá cũng thấy, do mà quý vị thấy nó cá đằng kia nó quậy hả? Đó, nó dậy luôn. Ngon không? Ngon. Ở giữa đó mà mình không có trúng cá là cá cũng chạy vô lưới à. Mình với anh Trắng thì cũng lâu lâu mới đi quý vị, chứ không phải thường. Vì khi mình cũng có quay clip mà mình để đó một vài ngày mình mới chỉnh. Đó đó đó, từ từ để nó hở lưới á. Cái chè cái chài. Đó, đó đó, từ từ có bự á. Đó có bự, có bự. Đâu xách lên coi cho dân ngoài cảng thấy coi. Mấy anh chị ngoài cảng à. Rồi, không làm nó sao đâu. Đó. Nhiều trong quán giờ về nhậu luôn chứ đi đâu nữa. Đó. Đi lên 2 đến 3 vô đây. Gặp nghe ổ cá vô đi. Nay là hai anh em đi vô đây trúng ổ cá luôn. Cái này là con kênh nha quý vị, không phải là mình với anh Trắng là đi dân cá trộm. Vũ Hoàng Đăng Cả không đi đây, Vũ anh Ngọc Điệp quay clip này. Tại vì Vũ anh Hoàng Đăng Cả quay mà. Nay kẹt xô à. Chạy xô. Thấy mê luôn mà. Vậy với vài bữa nó rút xuống còn giữ nữa, mình đâu có bắt hết được. Anh em qua chiến nữa. Ừ. Hết mùa dịch tới được á. Hết mùa dịch tới hả? Nay giờ mà mình máy xin không cái cho cái không có đeo khẩu trang được. Hay cùng đất. Không, hồi nãy em có nói rồi. Chút nữa lên xe đi mới đeo quý vị, lúc đi về á, tại giờ mình xuống đây giăng lưới mà đeo thì nó dơ, hồi nãy cũng dơ cái khẩu trang rồi. Này có chơi cái nữa. Ừ. Nó còn nó nằm nó núp ở đây nè. Núp. Hay á, nó nằm Nhìn nhiễm tay gì vừa. Chụp mạnh quá vừa. Lúc mà đi bắt cá không có cá thì cũng buồn. Mà có cái gì quá thì cũng sợ. Sợ làm mệt. Có từ 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 nó chạy rồi. Nó bị lủng rồi, cái chạy bị lủng á. Đó. Đó từ từ thôi. Để anh kéo quá nó hở chì á. Chạy chì nhẹ quá quý vị ơi. Nó kéo mạnh là cá chạy ra, nó giống lôi từ từ lên. Cái gì? Quá đã luôn. Không cảm đây này đất bùn quá không thấy rõ nè. Thấy thấy. Rồi dùng cái cho nó sáng sáng chút đi. Rồi. Đây nhóc lưới luôn. Này về nhanh về lẹ luôn. Đến đây tầng 2 tầng 3 nó là nhiêu đi chắc về nhậu chắc xỉn luôn. Hồi nãy nó cho hồi nãy quý vị biết sao không? Hồi nãy mình với anh Trắng đi dọc đường có thấy mấy cái chỗ nước cạn rồi nó mà đi không có cá gì đó, bắt cá cá mắc cạn, cá vô cá rô đồng rồi. Mà vô đây là chúng ổ cá rồi. Nên anh sẽ nói là để đợt sau. Ừ. Lưới đằng đây nó cũng đang ụp nè các bạn, dính cá. Còn trọng đó kìa, hồi nãy là như quăng xuống mà em thấy còn dính cá trong lưới luôn đó. Còn con có bự nữa đó. Này muốn là khô đi là anh em mình không hồi lấy này giao nhau được. Nó nhiều quá nó, bữa nào đó anh em trên cảng rảnh này xuống đây anh chắc anh dẫn đi. À, tắm bùn. Người ta đi tắm bùn tốn tiền đó quý vị. Về miền Tây là không có tốn tiền đâu. Làm cái giữa này nó còn ấp. Ừ. Có ai có người yêu của bà hỏi cái mùi này là lạ vậy. Chết à. Làm thử cái giữa anh thấy nó ấp quá.
À, để chìm ấy, em kéo từ từ, vì khi cái chài mà nó dẹ quá. À, có giật rồi, giật rồi, giật rồi. Cái sao cái chì mà nó dẹ quá, nó gặp sình nó từ từ thôi. Đó, có bự từ từ nó dậy hết con rồi. Đó, anh từ từ thôi, tại cái chì mà nó dẹ quá, nó anh kéo mạnh quá nó hở ba con. Chắc cái này chắc bỏ tay lưới luôn quá. Nói chung là giờ mình chài lưới vậy đó, giờ mình để lưới vậy nó mới dính cá nha. Nó gom lại á, chứ còn nếu mà không có hồi nãy gần 2 kg rồi vậy. Đó. Cái cây này rất đầy rồi, đụng quá. Không có cá đi, nếu mà đi không có cá thì cũng buồn, mà có nhiều quá thì cũng sợ về làm cực. Này phải về anh đồng nghiệp chỉnh cho sắc sắc nét hơn. Chắc vậy thôi. Với lại nãy giờ anh đứng bên đó nghịch bị nghịch nắng. Chá hả? Chá. Không, chá nhưng cũng được. Không, không có đường nào qua. Không mà thấy có rõ mà. Mặt trời, tại nãy giờ mình đứng bên đây mặt trời nó chĩa bển nó quý vị. Đó, tươi luôn. Còn sót cá trống là thôi bỏ luôn đi. Rồi lên trên đi. Cho chìm luôn đi, ngâm đây tự đi. Nói chung là đi bắt cá hay đi câu cá của vị, nếu mà có cá thì nó tinh thần mình nó rất là vui. Cá lóc chuối à? Cái này chắc bị hở chài rồi. Được một con rồi quý vị. Không nhiều bằng khúc giữa. Không phải không nhiều mà tại giữa là mình có cái tay lưới. Nó chặn lại. Ừ. Cá nhỏ mình khó bắt đi. Giờ rút xuống đây hết rồi. Không sao đâu, anh cứ ngâm bên cái đầu này là được rồi. Có cá cũng vất vả lắm quý vị, nó đâu phải dễ ăn đâu. Con sình độc gai nè. Từ từ có cá lội rồi. Anh kéo quá nó hở. Nếu nào mình rảnh thì danh trắng rảnh thì hai anh em đều đi một là giăng lưới, hai đi chài. Có mấy con á. Đó. Có cá trống á. nằm giống á, nằm kìa, hai con. Ba con hả? Mình kể quý vị nghe, lúc đầu mình chưa có vô đây á, hai anh em đi tiếu lắm, cũng bắt được mớ sặc, mà lúc đó mình ít quá, mình cũng không có quay nữa. À, tính đó, là vô đây là còn ở ngoài có mấy cái lỗ càng cạn á, nếu mà không có bộ quay là bắt mấy chỗ đó, mà hôm nay anh Trắng vô đây nhiều quá nó thôi để dành bữa sau. Không vô chân giữa làm đi. Lên chân giữa à? Dạo lại cái giữa coi. Anh có bị à? Đâu? Đó, nãy thấy sình quá không thấy luôn mà. Kệ chút nữa gỡ xấu. Quá rồi, nãy giờ cũng được 4-5 kg rồi à. Đây dài dài xuống dưới cá quá. Chiếu qua đây nó đước lên tới ngực. Giờ mình đem cái này cũng có lý chứ nãy mình lội sâu tới ngực sâu chẳng được. Dán được mà nó cực nó mệt thôi. Đứng bờ thở nhẹ nhàng không? À. Ở trong cái sông nãy mình nó sâu quá đúng không? Thôi kệ, để giờ trên đó làm được gì giờ. Nó đang quậy vậy, có gì? Đó,
Đó, có bự luôn, hai con, ba con luôn. Cũng không biết mệt, cũng không biết mệt hả? Lên dính hai con có sặc mừng thế bà luôn mà. Hồi sáng mà là trước khi mình qua đây đó quý vị. À. Ừ. Ngọt lắm á. Đó đất giờ phải chạy lên kia xa lắm. Thôi được rồi, giờ đi lên luôn, nhiều quá rồi, họ giác gì không nổi đâu. Giờ đi dài 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 này còn hơi bị nhiều á. Chưa gỡ lưới nữa. Tay lưới thì anh em mình để tuốt ở dưới kia các vị đó. Mà đã giăng tay, giăng hai tay chắc vậy chắc gỡ không nói. Nó đem nhiều chứ không giăng nhiều á. Nói chung là hai anh em mình là đi rảnh mới đi giăng với là đi chài thôi. Anh Trắng anh cũng không phải là chài cá chuyên nghiệp nữa, chỉ đi kiếm cá ăn thôi. Mai mốt có gì anh nói cũng dây dài chút nữa cho nó dễ quăng. Dây như hơi bị ngắn á. Không phải cọng dây á, cọng dây anh kéo kìa, dây nó dài chút nữa nó có cái thế. Không được qua tới bên kia. Ừ. Có, cái này cũng có mà nhiều hơi ít thôi. Một con, nhưng mà chất lượng nha. Đỡ mừng đỡ là kéo trời nó không có con. Đó này lúc này trời nắng nó nhỏ. Trong nước giữa sông hiện tại thì còn cũng cỡ 4 mét nước bề ngang á quý vị. Chiều sâu thì cũng cỡ nửa mét à. Nhưng mà mình đứng hai bên bờ là nhìn gần có chục mét quý vị nên sẽ xa. Mong nếu không rõ thì quý vị và các bạn cũng thông cảm. Quý vị thấy từ chỗ anh Trắng đứng á, mà lên trên bờ á, là cũng phải 2 mét. Mà từ chỗ đó ra mép nước còn cũng mít mấy nữa. Còn bờ bên mình đứng thì nó xa lắm. Có chạy cá chạy. Ồ có nhiều á. Hả? Nó nằm im rồi núp lùm luôn à. Bây giờ anh Trắng với mình sẽ gom lưới và về quý vị. Dư rồi. Có vô đồng bự ra quý vị. Trời ơi, có đồ đồng ra. Đây nè quý vị, con có đồ đồng bự luôn. Xa quá, không biết quý vị thấy rõ không. Mai mốt anh Trắng nó rảnh thì sẽ đi vô khúc trong đó văng. Trên bờ mình cũng còn mấy tay lưới nè mà không có văng. Hôm nay tới đây thì mình sẽ đi về. Rồi mình sẽ quay được bao nhiêu cá để quý vị cùng xem thành quả hôm nay. Đây, thành quả của hai anh em đã văng từ nãy giờ rồi quý vị. Này chứ cũng cỡ chục ký cá. Lớn có, nhỏ có, con có rùa rùa đồng bự rồi. Mình cũng xin kết thúc clip ở đây, hẹn quý vị và các bạn clip sau. Hôm nay đi với anh Trắng. Qua rồi luôn. Thành quả của hai anh em đã được nhiều rồi. Rồi sạch rồi, con nào sống vốt lại đi chứ. Sao chú phụ mẹ làm cá hả? Hả? Chứ sao? Chịu không? Thôi à. Thôi hẹn quý vị clip sau. Đây.